Xin mến chào quý anh chị các bạn đang xem kênh. Hôm nay mình xin cập nhật giá tôm thẻ ngày 11 tháng 5 năm 2021. Quý anh chị các bạn xem kênh nhớ ấn giúp mình một like và đăng ký kênh để nhận thông báo khi mà mình ra video mới về cập nhật về giá tôm thẻ và tôm sú sớm nhất. Tại vì mình thì cần có thời gian để mà anh em lái cung cấp giá cho nó chính xác mình mới đăng tin. Còn một số kênh nó khác thì có thể lấy giá cũ của ngày hôm trước đăng lại. Thì quý anh chị các bạn cũng có thể thông cảm cho mình, tại vì mình làm hơi trễ hơn người ta xíu. Cụ thể giá tôm thẻ oxy luộc khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu 50 con giá 119.000, giảm 2.000 so với ngày hôm qua. 60 con giá 113.000, 70 con giá 107.000. Thì giá tôm này nó giảm so với ngày hôm qua 2.000. Thì quý anh chị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0793 652 820. Còn giá thẻ ao bạc đáy bắt ngang xem màu nhận màu xanh thì 60 con giá 107.000, giảm 2.000. 100 con giá 99.000, 150 con giá 89.000, 170 con giá 80.000, cũng ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Thì quý anh chị có thể theo số điện thoại là 0793 652 820. Còn giá sú oxy luộc, 50 con giá 160.000 ở khu vực Bạc Liêu, 60 con giá 145.000, 70 con giá 135.000, 80 con giá 120.000. Thì quý anh chị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0915434635 ở khu vực Bạc Liêu. Còn một lái khác cũng ở khu vực Bạc Liêu thì cho giá sú oxy luộc luộc đỏ thì mà giá nó tốt hơn xíu. 50 con giá 160.000, 60 con giá 150.000, 70 con giá 140.000. Thì số điện thoại liên hệ là 0919781835. Thì giá tôm trên thị trường hiện nay á, thì mỗi ngày nó mỗi giảm. Cũng có một số anh em cũng có hỏi mình giá tôm có chiều hướng sắp tới như thế nào, thì mình cũng không dám nói, tại vì mấy ngày nay giá nó giảm liên tục, ngày giảm từ 1 đến 2 ngàn, có khi nó giảm những say giảm xuống đến 3 ngàn. Thì quý anh chị các bạn có thể cân đối giá với chi phí đầu vào của mình á, thì cân đối thì mình thả, nếu anh em nào chưa thả tôm á, thì mình cân đối lại, cân nhắc lại. Còn anh em nào đang nuôi á, thì mình cố gắng hạn chế chi phí thấp để mà giảm giá thành sản xuất của mình xuống. Thì cuối cùng xin chúc quý anh chị các bạn có một vụ mùa thành công. Quánh lưới nó lên kinh không nổi luôn. Cái điện này nó giật cái mấy con lột đi luôn. Vô cái nó bong mình nha. Mới kéo con vòng mà sao được, nó đục cơ thịt.